Nghệ An đi chặt củi, nông dân nhặt được đá đỏ tiền tỷ gây xôn xao. Trong lúc đi chặt củi, một người dân tại Quỳ Châu đã may mắn nhặt được viên đá nhỏ được trả giá 1 tỷ đồng. Theo người đưa tin, trong quá trình đào ao thả cá và đi chặt củi đốt than, hai người dân địa phương đã may mắn nhặt được hai viên hồng ngọc tại thủ phủ đá đỏ xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An và bán được hơn 4 tỷ đồng. Người may mắn nhặt được một viên đá đỏ hay còn được gọi là hồng ngọc là anh Ngô Trí Quảng, sinh năm 1974, trú tại bản Quỳnh 2, xã Châu Quỳnh, huyện Quỳnh Châu, tỉnh Nghệ An. Anh Quảng cho hay, trưa ngày 1 tháng 9 năm 2017, vợ chồng anh Quảng lên đồi cỏ mây cách nhà khoảng 1 km để chặt củi về bán cho những người đốt than. Trong lúc vác củi chất lên xe, không may bị trượt chân ngã xuống đất thì anh chợt thấy một ánh sáng màu đỏ lấp lánh dưới gốc cây keo tràm. Nhặt lên xem, anh Quảng không tin vào mắt mình khi phát hiện đó là một viên hồng ngọc nên liền thông báo cho vợ biết. Khi nhặt lên, tôi đoán ngay là đá đỏ nên đã hét lên sung sướng và thông báo cho vợ biết, nhưng cô ấy không tin. Cô ấy còn nói với tôi là lo đốn củi đi và đừng có hoa mắt mà sinh ra ảo tưởng. Nhưng khi hai vợ chồng lấy nước rửa sạch thì phát hiện viên đá có màu hồng sáng lấp lánh nên tin chắc là đá đỏ như người ta vẫn nói, anh Quảng vui mừng kể lại. Sau khi nhặt được đá đỏ, vợ chồng anh Quảng vội chạy về báo cho bố vợ biết. Thông tin trên đã nhanh chóng được truyền ra ngoài, khiến nhiều người dân địa phương hiếu kỳ kéo tới xem mỗi lúc một đông. Lúc này, nhiều thương lái trong vùng đã đánh hơi được nên đã kéo đến xem hàng ngã giá và tranh giành nhau để có được viên đá này. Đêm hôm đó, cả gia đình anh Quảng phải thức trắng để canh viên đá và tiếp đón những thương lái tìm đến xem hàng. Lúc đầu họ trả 200 triệu đồng, tôi định bán, nhưng bố vợ ngăn không cho. Tiếp đó họ trả lên 700 triệu và cuối cùng viên đá được bán cho bà H, một người chuyên mua bán đá đỏ tại địa phương với giá hơn 1 tỷ đồng. Thật tình lúc đó tôi cũng không xác định được giá trị của viên đá là bao nhiêu, nhưng thấy số tiền 1 tỷ đồng là quá lớn và muốn tránh phiền toái cũng như sự dòm ngó của người khác nên quyết định bán cho bà H. Khi cuộc giao dịch kết thúc cũng là lúc trời đã gần sáng, anh Quảng thông tin thêm. Sau khi nhặt được lộc trời, vợ chồng anh Quảng dùng số tiền bán đá đỏ để xây nhà, mua sắm vật dụng trong gia đình và nuôi các con ăn học. Về thủ phủ đá đỏ Quỳ Châu, vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ thứ 20, vùng rừng núi huyện Quỳ Châu, Nghệ An bỗng dậy sóng khi cơn sốt đào đá đỏ còn gọi là hồng ngọc ruby nổi lên. Chuyện về mỏ đá quý trên đất Quỳ Châu được vô tình phát hiện vào đầu năm 1990 khi một đoàn kỹ sư thuộc Bộ Công nghiệp nặng, Bộ Công thương ngày nay về đây khảo sát địa chất và nhặt được viên đá có màu sắc lấp lánh rất đẹp, nặng khoảng 0,5 gram tại khu vực đồi tỉ thuộc xóm 34. Tháng 6 năm 1990, tại một hội chợ quốc tế diễn ra ở Hà Nội, viên đá này được mang ra trưng bày và được một chuyên gia về đá quý ở Thái Lan mua lại với giá là 620.000 USD sau phiên đấu giá. 4 tháng sau đó, cũng tại khu vực đồi tỉ gần nơi phát hiện ra viên đá đỏ đầu tiên, một kỹ sư thuộc công ty vàng bạc đá quý Nghệ An lại tiếp tục nhặt được viên đá thứ hai lộ thiên. Anh này mang về Vinh bán được 575.000 USD. Bắt đầu từ đây, thông tin về loại đá quý có khả năng đổi đời tại Quỳ Châu đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ban đầu là người dân bản địa, người dân trong huyện, trong tỉnh, sau là lan rộng ra cả nước. Cuối năm 1994, nhà nước phát động chương trình 327 phủ xanh đất trống đồi trọc. Nay, các mô hình trồng rừng quy mô lớn từ 10 đến trên 100 hectare đã trở thành những điển hình tiên tiến của huyện Quỳ Châu. Cơn sốt đá đỏ vì thế cũng lùi dần vào dĩ vãng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.